Ui, zombie tí hon, chuột chuột chuột. Này, mình sẽ cho anh em thấy ai ở trong zombie đột biến mà cầm snip nhá. Phải nhìn kỹ xem nó ở đâu. Sao cái map này còn xa đấy chứ. Giờ thấy mỗi chúng ở kia, chúng ở kia. À, là sao? Đỉnh vãi. Nhìn vui vết nhỉ. Thằng, có thằng nào có quả súng điện anh em ạ? Thấy, đây, đây, nhìn này. Trốn kìa. Trốn. Lòng đau như cắt anh em ạ. Mình còn là nghiến răng nghiến lợi mà để mua quả Phantom này. Anh em bảo là động viên quá rồi anh mua đi. Có 19k kim cương chứ mấy. Úi phiên đầu tiên ngon 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 anh em ơi. Giật cầm mình. Xôi ôi một viên đi luôn đi các bạn. Ok chào các bạn, mình là Linh đây. Hôm nay thì mình sẽ cùng anh em. Đập phê ấy trời các bạn. Không ở công mình tích góp bao lâu nay. Thế là tính ra là mình đã mua được 3 hay 4 vũ khí bằng kim cương rồi đấy. Toàn mấy chục nghìn thôi. Có bàn chân lặng lẽ. Ok. Hello. À tưởng nó bắn mình chết. Ui cận chiến khổng lồ em ơi, cận chiến khổng lồ. Sang đây. Chơi chúng nó. Mình phải đi cùng đồ. Ui gì thơm này. Đi nó cầm đặt hộp này. Vãi cả cứt ạ. Đây đây, vào em ơi, vào em ơi. Từ từ nhá. Ui. Ui, mình cần chiến chơi nó to rồi em ơi. What the fuck. Em xin lỗi nha, em nghe em cầm chiến nhầm. Ôi ôi, được không, cái cận chiến khổng lồ thì vừa tới tăng sát thương, phạm vi và... Kìa. Trời ơi, mình xin một cận chiến đi luôn đấy ạ. Đã thật. Nhìn này, đây là cái thiết phiến đấy. Cái thiết phiến này anh em bảo là cũng là điểm rank pro. Có súng này. Nhưng mà không nhặt được em. Chế độ này chỉ có được chế dao thôi này. Hòm toàn đồ ngon này. Ui, hiếm lắm mới được cái hòm, mấy cái hòm xịn như này đấy. Này ơi, mình thấy nó rồi. Hay bạn ơi, nó lây nhiễm được rồi anh em ạ. Nó lây nhiễm được rồi. Kìa. Sủa ôi, một cận chiến luôn. Tiếp theo, thằng tiếp theo, phải dính em ạ. Đừng để nó nhìn thấy. Khẩn trương. Ôi, what the fuck. Sắp phiên, đây rồi anh em ơi. Thiên đường của Phantom Edvip đây rồi. Một phiên Phantom thôi. Ôi, sao có 1.000 máu. Alo, alo. Chứ phải thay đạn liên tục à? Viên đầu tiên đúng không? Ấy, 6.000 máu này. Ok. Tự rơi với ai làm gì đâu, tự ái à? Biến hình. Xôi ôi. Ui. Ui. Trời ơi, một quả phở xử lý đi vào lòng đất của linh nhọ. Cái này bình thường nhá, cái này bình thường nhá. Chạy. Đây rồi, có đạn luôn anh em ạ, ngon đấy. Đâu nhỉ, cầu thang đâu, cầu thang lên đâu, à đây là. Trốn. Ơi giời ơi, sao bạn lại cái S của mình? Bạn hư thật. Ôi kìa, ngon này em ơi, ngon. Chi, không có công mình chờ đợi. Đều ơi, dịch chuyển. Piu, đều ơi. Ý, làm sao bắt Linh? Đây, biến hình ngay. No. Mình phải tắt bằng tay. Ôi, vẫn kịp, không sao em, không sao. Mình xử lý được. Ui. Chạy. Đau quá. Mà. Đấy, đấy có súng ấy nhưng mà em không nhặt được nhá. Kìa. Ôi sao có con zombie tí hon đấy? Alo. Này, why? Nhìn kìa. Ôi, sao lại có cả zombie tí hon đấy? Cái này là cái khổng lồ mà, mình cũng không hiểu lắm. Cái này là lần đầu tiên mình gặp phải cái trường hợp này luôn đấy. Ui, ngon anh em ạ.
súng tiểu liên anh em, SMG dần nó sẽ tăng sát thương và Phantom Elvis nó lại có khả năng biến hình. Nó gọi là hợp lý anh em. Chạy thôi. Đây, biến hình này là mình sẽ bám đạo ở đây rồi. Ui dồi ôi, phê chưa. Phantom Elvis 19.720 kim cương. Quá đáng, đồng tiền bát gạo anh em ạ. Đấy. Anh em khuyên mình mua là đúng rồi đấy. Ok. Có con zombie đuổi mình đấy. Ok. Được khóa hero luôn này. Chết. Sồi ôi, phế quá em ơi, có đạn. Đấy đạn á. Chạy lên đây. Ok, có đạn rồi. Ui. Con này nó bật ép mình không di chuyển được. Chạy nhanh nhá. Mình phải chạy nhanh. Ui ôi. Chết ở trên không luôn. Đấy anh em bảo chúng nó gà đi. Ui, tấn công trên không ạ. Anh em đã hình nhảy bắn snip bao giờ chưa? Mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhảy bắn snip. Nhìn đây. Mình chỉ làm một lần thôi. Ôi, méo được rồi. Hình dạng này tôi chắc em. Đấy, cứ nhảy bắn này anh em sẽ auto bá đạo. Ui, hai bên chết luôn kìa. Xôi ôi, phê. Ui, đông lắm. Chạy đã. Xời ơi. Ê, một phần tổ mẹ VIP anh nha. Đâu đây nào? Xôi ôi, trốn à? Trốn này. Mê chưa. Hey, mình cứ đứng đây thôi anh em ạ. Ăn kill thôi. Bình tĩnh. Ui, phải để ý đạn đấy. Mình sắp bị đạn rồi. Phê vãi. Nào, thằng tiếp theo. Why are you running? Ui. Why are you running? Ui, nhanh thế. Mình thề mình không nhìn được cái gì ấy. Mà con này nó tàng hình ghê vãi cả đấy. Hơi dùng mình. Có đấy mình phản ứng nhanh hết sức rồi mà nó cào xa lắm. Zombie ở đây mạnh mà. Người mạnh nhưng mà zombie cũng mạnh, thấy không? Thấy cái sự cân bằng ở đây không? Một lần ngu hơn là trăm lần khóc. Thôi, hứa với anh em trận này mình sẽ đánh cẩn thận. Mày không một đi vào lòng đất như kia đó. Giờ là cái slip đi. Súng tiểu liên à? Ô, ngon anh em, súng tiểu liên này. Ui. Ôi mẹ.